Xin chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, Liên bang Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới với diện tích trải dài từ châu Á sang châu Âu. Bên cạnh những khu vực có khí hậu ôn hòa, dễ chịu, thì quốc gia này cũng sở hữu một trong những nơi khắc nghiệt nhất hành tinh, đó là Siberia. Cái tên ấy bấy lâu nay vẫn luôn nhận được sự chú ý từ bạn bè quốc tế vì những điểm đặc sắc không trộn lẫn với bất cứ đâu. Vùng đất phủ đầy băng tuyết, nhiệt độ xuống đến âm 70 độ C này không chỉ là mái nhà của những loài động vật hoang dã vô cùng hung dữ, mà còn là nơi giam cầm những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất nước Nga. Mỗi dòng sông, hồ nước, đầm lầy hay những hố tử thần tại đây đều gắn liền với hàng loạt bí ẩn rùng rợn, đáng sợ chưa có lời giải đáp. Thế nhưng Tổng thống Nga Putin lại cực kỳ yêu thích nơi này và thường xuyên ghé thăm. Vậy Siberia có gì mà nhiều người muốn khám phá bất chấp cái rét cắt da cắt thịt? Những điều vừa kỳ lạ vừa thú vị về xứ sở băng giá sẽ được hé lộ qua video ngày hôm nay. Xin mời! Siberia là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga, chiếm gần toàn bộ phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên Á-Âu. Vùng đất này bắt đầu từ phía đông dãy núi Ural trải dài đến Thái Bình Dương, phía bắc là Bắc Băng Dương, phía nam là các ngọn đồi miền Bắc Kazakhstan. Khu vực này có biên giới với Mông Cổ và Trung Quốc, trừ phần tây nam không nằm trong lãnh thổ Nga. Các vùng khác nhau của Siberia chiếm tới 77% diện tích nước này, trong khi đó chỉ chiếm 27% dân số toàn Nga. Điều này tương đương với mật độ dân số trung bình khoảng 3 người trên mỗi km vuông, khiến Siberia trở thành một trong những khu vực dân cư thưa thớt nhất trên trái đất. Nếu Siberia là một quốc gia, nó vẫn là quốc gia lớn nhất hành tinh. Nhưng về dân số, nó sẽ chỉ đứng thứ 35 thế giới và thứ 14 của châu Á. Sự sống đã có mặt trên vùng đất này từ cách đây rất lâu. Những người cổ đại đầu tiên đặt chân đến Siberia từ 45.000 năm trước công nguyên và vùng cư trú lan ra cả đông và tây của châu Âu, châu Mỹ. Tới thời Trung Cổ, vào thế kỷ 12, vùng phía tây Siberia chịu sự kiểm soát của Kim tướng Hãn Quốc, còn triều đại nhà Nguyên kiểm soát phần lớn trung tâm và đông Siberia. Thế nhưng khi người Nga xuất hiện ở nơi đây vào thế kỷ 16, mọi chuyện đã khác. Họ dần thôn tính các bộ tộc tại vùng lãnh thổ này. Và tới thế kỷ 17, Siberia chính thức sáp nhập vào Nga. Không phải ngẫu nhiên Siberia lại được coi là nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất trên trái đất, nằm cách thủ đô Moscow khoảng 5.000 km về phía đông, nằm trên vùng đất đóng băng vĩnh cửu. Yakutsk thuộc Siberia ở vùng viễn đông Nga được mệnh danh là thành phố lạnh nhất thế giới. Tuy thời tiết nơi đây cực kỳ lạnh, nhưng vẫn có khoảng 300.000 dân sinh sống. Ở đây quần áo ướt sẽ bị đóng băng chỉ trong vài giây. Đồ ăn đông ở ngoài trời đông cứng dù đạt dưới nắng. Nhiệt độ ở Yakutia có thể rơi xuống âm 59 độ C. Nhưng dân cư địa phương cho hay, tiết trời như vậy vẫn còn ấm và họ có thể sinh hoạt bình thường vì nhiệt độ thấp kỷ lục ở đây có thể xuống ngưỡng âm 70,5 độ. Khi bước ra khỏi cửa, mọi bộ phận trên cơ thể người đều phải được bọc kín, chỉ có thể để lộ một phần khuôn mặt để nhìn đường. Thế nhưng điều này cũng dễ dẫn đến mí mắt và mũi bị đóng băng. Nếu tháo găng tay ra trong 5 phút có thể dẫn đến tê cóng nghiêm trọng, thậm chí đau đớn như bị kim châm. Nếu ở Việt Nam, nhiệt độ xuống dưới 8 độ C, học sinh được nghỉ học, thì với nhiệt độ âm 59 độ C, trẻ em mầm non và cấp 1 được nghỉ học. Học sinh cấp 2 trở lên vẫn đến trường. Còn nếu nhiệt độ chỉ là âm 40 độ thì tất cả học sinh vẫn sẽ đi học như bình thường. Du khách tới đây được khuyến cáo cần mặc nhiều lớp quần áo, không thể thiếu quần cách nhiệt. Khi ra đường, toàn thân cần được mặc ấm chỉ trừ đôi mắt để không bị bỏng lạnh. Thông thường người dân tại đây chỉ ở ngoài trời tối đa 20 phút để đảm bảo sức khỏe. Chính vì địa hình hiểm trở, hoang vắng và thời tiết khắc nghiệt, Siberia cũng là nơi mà chính phủ Nga và Liên Xô cũ dùng để xây nhà tù, trại cải tạo nhằm lưu đày những tù nhân chính trị. Hiện nay, Siberia vẫn còn một nhà tù được coi là pháo đài bất khả xâm phạm của Nga, nơi giam giữ hàng trăm tội phạm nguy hiểm bậc nhất như các đối tượng khủng bố, sát nhân với mức án tù chung thân. Được xây dựng ở rìa khu vực Siberia, nhà tù Cá Heo Đen hiện là nơi giam giữ 700 tù nhân khét tiếng nhất và là nhà tù được bảo đảm an ninh ở mức cao nhất tại Nga. Tính tổng thể, các phạm nhân tại nhà tù Cá Heo Đen đã giết khoảng 4.000 người, như vậy trung bình mỗi phạm nhân sát hại khoảng 5 người. Tại nhà tù Cá Heo Đen, các phạm nhân bị giam giữ trong các phòng giam với 3 lớp cửa sắt dưới sự giám sát 24/7 của các camera an ninh. Tại cửa mỗi phòng giam đều liệt kê tội trạng của các phạm nhân để những người gác tù có thể nắm được thông tin. Các lính gác thường đi lại kiểm tra các phòng giam với tần suất 15 phút một lần. Đèn luôn được bật sáng trong các căn phòng này. Mỗi lần bị áp giải ra ngoài phòng giam, các phạm nhân đều bị bịt mắt để không thể ghi nhớ đường đi lối lại bên trong nhà tù, từ đó hạn chế nguy cơ vượt ngục. Một nơi rộng lớn và khắc nghiệt như Siberia luôn ẩn chứa những điều lạ thường đến khó tin. Đầu tiên phải kể đến là con người. Sống ở khu vực có nhiệt độ chênh lệch đông hè lên tới 100 độ C, chắc chắn người dân nơi đây không giống như chúng ta. Người Siberia rất khỏe mạnh, họ có thể bơi trong các hố băng âm độ mà ít khi bị ốm. Sức khỏe dẻo dai ấy được rèn luyện theo thời gian để chống chọi lại điều kiện khắc nghiệt nhất của thiên nhiên. Mặc dù phải sống ở nơi có điều kiện cực kỳ khó khăn, nhưng cuộc sống của người Siberia lại rất thoải mái, thậm chí là thoải mái quá trong mắt bạn bè quốc tế. Có một tập tục của người dân nơi đây khiến ai nấy đều kinh ngạc, thậm chí nổi da gà. Đó là phụ nữ Siberia thường lấy thân xác mình để chiêu đãi khách. Tuy nhiên khách cần phải biết rằng, sau khi quan hệ xong, sáng hôm sau anh ta phải xúc miệng bằng nước tiểu của người phụ nữ này. Bằng không anh ta sẽ trở thành kẻ thù của người mà mình vừa ân ái và cả cộng đồng của cô ta.
Vì thế khi đã chấp nhận quan hệ với phụ nữ ở đây thì khách phải chuẩn bị sẵn tinh thần thực hiện đúng quy tắc, chứ đừng nghĩ đến việc quất ngựa truy phong. Tạm bỏ qua phong tục có phần giận người kia, Siberia trong tiếng Turk cổ có nghĩa là đẹp hay sặc sỡ. Và đúng như vậy, vùng đất rộng lớn này chứa đựng một hệ sinh thái bao gồm thiên nhiên hùng vĩ và là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật vô cùng ấn tượng. Siberia là ngôi nhà của nhiều động vật quý hiếm như hổ, gấu nâu, tuần lộc, gấu bắc cực, hải tượng, cá voi xanh. Đặc sắc nhất phải kể đến hổ Siberia. Hổ Siberia được biết đến với cái tên khác là hổ Amu. Đây là loài hổ lớn nhất trên thế giới với chiều dài có thể đạt đến 3m5 và cân nặng là 360kg. Chúng được tìm thấy chủ yếu ở vùng Đông Bắc Nga và Trung Quốc. Khả năng chịu rét của loài hổ này là không thể tin được. Chúng tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Hơn nữa, hổ Siberia cũng có sức mạnh vượt trội để săn mồi trong tuyết trắng. Chính vì thế mà chúng được đặt danh hiệu chúa tể của rừng Taiga. Hổ thường đi săn những sinh vật có kích thước lớn, ví dụ như hươu, nai sừng tấm, lợn rừng và cả gấu. Đối với những con gấu thông thường, khi chạm trán hổ Siberia, chúng chỉ có duy nhất một cách sống sót. Các dữ kiện đã chứng minh rằng gấu nâu to lớn, mạnh mẽ cũng là con mồi quan trọng của hổ Siberia. Hổ Siberia gần như không có đối thủ. Loài hổ này và sói xám ở Nga đã chiến đấu và cạnh tranh với nhau từ thời xa xưa. Người ta nhận thấy rằng khi số lượng hổ Siberia còn nhiều, sói xám trong khu vực rất thấp. Khi hổ Siberia bị săn bắn với số lượng sói xám tăng lên nhanh chóng. Về sau khi hổ Siberia được bảo vệ và phục hồi, thì số lượng sói xám cũng sụt giảm dần. Sau những năm 1980, số lượng hổ Siberia ở Nga đạt mức cao và duy trì ổn định trong thời gian dài. Lúc này sự phát triển dân số của loài sói xám lại đình trệ. Một lượng lớn bằng chứng cho thấy hổ là loài không có thiên địch và trong tự nhiên sẽ không có loài động vật nào có thể kìm hãm được sự phát triển của chúng. Một loài động vật khác có quê hương tại Siberia nhưng được đông đảo fan hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến, đó là chó Husky. Loài chó này nổi tiếng với biệt danh là ngáo vì thường xuyên có những biểu cảm, hành động hài hước bất bình thường. Nhưng giống chó Husky thuần chủng sinh sống tại Siberia thì không như vậy. Husky Siberian là một giống chó kéo xe nguyên thủy. Ban đầu chúng chủ yếu phân bố ở vùng đông bắc nước Nga và phía nam Greenland. Ban đầu giống chó Husky Siberian được sử dụng làm chó kéo xe ở những vùng lạnh giá, là giống chó tương đối hung dữ. Chúng rất thích vận động, chạy băng băng trên nền tuyết trắng đã trở thành biểu tượng đẹp của vùng đất này. Chó Husky còn trở thành nhân vật huyền thoại trong nền điện ảnh nước Nga và xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Không chỉ trong phim mà ngoài đời thực, những chú chó Husky cũng gắn liền với những sự kiện tầm vóc lịch sử. Năm 1925, dịch bệnh bạch hầu bùng phát ở một thị trấn tại Alaska. 20 người đánh xe và hơn 150 chú chó đã tham gia cuộc đua với thời gian để đưa huyết thanh trị bệnh đến nơi. Một đàn chó kéo xe Husky đã làm nên lịch sử khi vượt qua hơn 600 km trong điều kiện bão tuyết khắc nghiệt để vận chuyển thuốc đến đúng thời hạn. Nhờ đó, giống chó này được coi là những người bạn thân thiết và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Là nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất hành tinh, nhưng Siberia cũng không thiếu những mỹ cảnh. Hồ Baikal, hồ nước ngọt lâu đời nhất thế giới, chính là một trong số đó. Nằm ở miền đông Siberia của nước Nga, Baikal là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo và mang vẻ đẹp có 102 trên thế giới. Rất nhiều bài hát, bài thơ, bài dân ca nổi tiếng viết về vùng hồ này. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ đẹp ấy là sự bí hiểm. Ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy hồ Baikal, những bí ẩn vẫn luôn khiến giới khoa học bị ám ảnh. Đây là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, đáy hồ có điểm nằm ở độ sâu lên tới 1.642 m. Đồng thời, hồ có trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 20% trữ lượng nước ngọt trên toàn thế giới. Theo tính toán, lượng nước này đủ dùng cho cả nhân loại trong vòng 40 năm. Rộng 31.722 km², cảnh vật quanh hồ luôn giữ được vẻ nguyên sơ như thuở ban đầu. Mặt hồ giống như chiếc gương khổng lồ soi bóng những núi đá hùng vĩ. Là nước màu xanh ngọc bích trong vắt tới mức ở độ sâu hàng chục mét vẫn có thể nhìn thấy đá cuội và sinh vật dưới lòng hồ. Hồ Baikal còn sở hữu hệ động thực vật vô cùng phong phú, là nhà của hơn 2.500 loài động thực vật, trong đó có đến 2/3 loài chỉ cư trú và sinh trưởng tại đây. Một số loài động vật quý hiếm nổi tiếng gồm loài hải cẩu có tên gọi là Nepa Baikal, loài cá Golomianka độc đáo với thân hình trong suốt và không đẻ trứng như cá thông thường mà đẻ ra cá con. Đến tận bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác hồ Baikal đã bao nhiêu tuổi. Hầu hết các giả thuyết đều cho rằng tuổi của hồ Baikal khoảng từ 25 đến 30 triệu năm. Nếu giả định này là đúng, hồ Baikal sẽ là hồ lâu đời nhất trong số các hồ cổ xưa. Thông thường các hồ nước không sống được quá 10 đến 14.000 năm, bởi sau khoảng thời gian này, hồ nước thường bị bùn hóa và biến thành đầm lầy. Có rất nhiều bí ẩn được người đời truyền tay nhau ở hồ Baikal, ngay đến sự ra đời của hồ cũng chứa đựng những câu chuyện ly kỳ. Có chuyện kể rằng, thiên thạch đâm vào trái đất và tạo ra một vết nứt lớn, sau này chính là hồ Baikal. Một câu chuyện khác về hồ xoay quanh người đàn ông đầy quyền lực có tên là Baikal. Thuở xưa, Baikal có một cô con gái xinh đẹp có tên là Angara. Angara đẹp tới mức để bảo vệ nàng, cha Baikal đã nhốt cô trong một tòa tháp cao. Nhưng người con gái xinh đẹp lại đem lòng yêu chàng Yanisei và trốn cha đi theo người yêu. Baikal biết chuyện, nổi giận và nguyền rủa Angara, ném một mảnh núi vỡ chắn đường không cho nàng gặp Yanisei. Angara khát khô cả họng, cô van nài cha tha lỗi và cầu xin ông ban cho nước uống. Thế nhưng Baikal trả lời rằng ông chỉ có thể cho cô nước mắt. Đó là lý do vì sao hai nhánh sông Angara và Yanisei thuộc hồ Baikal tạo thành hình một giọt nước mắt như ngày nay. Còn về phần Baikal, đau buồn vì chuyện của con gái, ông trở nên lạnh lùng, ủ rũ, y như vẻ ảm đạm, lạnh lẽo thường thấy của hồ sau này.
Còn một câu chuyện khác đó là khi con người đặt chân tới vùng này, không có dấu tích của nước, mọi người tìm kiếm rất lâu nhưng vô ích. Họ chán trường, thất vọng và tức giận. Cho đến khi một người hành hương xuất hiện, người đó cảm thương số phận của các cư dân sắp chết khát, nên quyết định xé trái tim từ lồng ngực ném xuống đất. Quả tim phá vỡ tầng đất dày phía dưới chân và nước từ đó tuôn ra xối xả, tinh khiết, tạo thành hồ Baikal như ngày nay. Hồ Baikal có một truyền thuyết bí ẩn rất đáng sợ. Truyền thuyết cho rằng có một con rồng nước sống ở vịnh Mukhovsky, nơi ấm nhất của hồ. Một số tin đồn nói rằng con rồng này giống như một con cá tầm khổng lồ với khuôn mặt xấu xí. Một số người khác nói nó là một quái vật thằn lằn với móng vuốt và áo giáp dọc theo lưng. Trong khi đó, những người khác tin rằng con quái vật trông giống như một loài cá sấu cổ đại, tổ tiên của cá sấu. Bằng chứng cổ xưa về quái vật hồ Baikal được phát hiện trên các hình ảnh chạm khắc ở tấm đá lớn hồ Baikal, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Trên tấm đá khắc họa hình ảnh quái vật nước bí ẩn, có hình dáng giống như con thằn lằn, có lưỡi chẻ đôi, bộ móng vuốt sắc nhọn cùng tấm áo giáp dọc theo lưng của nó. Để xoa dịu sự hung hăng của con thú, người dân địa phương đã cung cấp lông thú, đồ trang sức và thức ăn cho con vật dưới hồ trong vài thế kỷ trước. Một số người thậm chí còn làm lễ hiến tế máu. Vào những năm 1980, các nhà nghiên cứu Liên Xô đã quay lại được một vật thể chuyển động 30m trên lòng hồ bằng thiết bị định vị bằng tiếng vang, nhưng họ không thể làm rõ nó chính xác là gì. Ngoài những truyền thuyết cổ xưa, chiếc hồ sinh đẹp này cũng liên quan đến rất nhiều báo cáo về UFO và người ngoài hành tinh. Điều thú vị là những câu chuyện liên quan đến UFO tại đây lại đến từ những tập tài liệu bí mật của Hải quân Liên Xô. Bản thân người dân sống quanh hồ Baikal cũng kể lại nhiều điều bí ẩn. Rất nhiều người thường xuyên nhìn thấy các khung cảnh lạ trên mặt hồ, từ hình lâu đài cho đến xe lửa, tàu thuyền. Đôi khi vào ban đêm, từ dưới phía hồ còn phát ra ánh sáng rất đáng sợ. Cho tới nay, hồ Baikal vẫn làm người ta phải hoài nghi về thứ được gọi là người ngoài hành tinh và câu trả lời thực sự vẫn còn nằm trong bóng tối. Không chỉ hồ Baikal, tại vùng đất Siberia còn có một địa điểm huyền bí khác nằm cách thành phố Yakutsk khoảng 660 km về phía đông bắc, gần với lưu vực con sông Yana, được mệnh danh là cánh cổng địa ngục. Người dân ở đây tin rằng địa điểm này chính là điểm khởi nguồn của con đường dẫn đến thế giới bí ẩn nằm dưới sâu lòng đất giống như địa ngục được lưu truyền. Đó là miệng núi lửa Batagaika. Lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1980, miệng núi lửa Batagaika có chiều dài khoảng 1 km và sâu 86m. Tuy nhiên qua năm tháng, miệng núi lửa này đang ngày càng phát triển và mở rộng không ngừng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, miệng núi lửa Batagaika khổng lồ được hình thành từ sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu phía dưới lòng đất, có tuổi đời khoảng 2,58 triệu năm trước, thời điểm kỷ băng hà. Khi mà khu vực rừng rậm, cây cối xung quanh bị tàn phá vào năm 1960 đã khiến miệng núi lửa lộ ra ngoài. Ánh nắng mặt trời thiêu đốt đã khiến vùng đất này bị hâm nóng, dẫn đến lớp băng trong đất bắt đầu tan chảy, từ đó khiến cho mặt đất bắt đầu xảy ra hiện tượng lún và sụt. Tính toán của các nhà khoa học chỉ ra, miệng núi lửa đang có tốc độ phát triển tương đối nhanh với tốc độ mở rộng khoảng 20 đến 30 mét mỗi năm. Đây là vấn đề cực kỳ đáng báo động bởi dường như đà mở rộng của núi lửa đã tăng tốc nhanh hơn so với thời kỳ mới được phát hiện. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy miệng núi lửa Batagaika giống như miệng hố đen khổng lồ đang liên tục lan ra ngoài và dường như đang kéo mọi thứ xung quanh vào đó. Bên dưới bề mặt, các loại khí và khoáng chất bị mắc kẹt dưới lớp băng trong hàng ngàn năm đột nhiên được phơi bày trở lại. Khí hậu ấm lên đang đẩy nhanh quá trình này. Kết quả nghiên cứu niên đại của tầng đáy cho thấy miệng hố Batagaika khoảng 650.000 năm, lâu đời nhất ở lục địa Á Âu và xếp thứ 2 trên thế giới. Nhóm cư dân bản địa sinh sống xung quanh miệng núi lửa kể lại, thời gian gần đây thường xuyên nghe thấy những tiếng nổ lớn đáng lo ngại phát ra trong khu vực. Nghiên cứu miệng núi lửa Batagaika sẽ giúp các nhà khoa học hiểu thêm về thế giới cổ sinh chìm sâu dưới lớp băng hàng trăm nghìn năm trước, cũng như mối liên hệ giữa con người, động vật, thực vật và môi trường để tìm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần tạo nên sự bí hiểm của Siberia, ngoài hồ nước khổng lồ không biết rõ tuổi và hố đen tử thần ngày một mở rộng, còn có một thung lũng kỳ lạ có tên là thung lũng chết. Nằm ở phía tây bắc Yakutia, Siberia, gần thượng lưu sông Viliwi, có nơi lưu trữ dấu vết của nhiều sự biến đổi lớn về địa chất trong lòng đất xảy ra cách đây hàng trăm năm. Ở khu vực này, người ta còn tìm thấy các mảnh kim loại lạ nằm sâu dưới lớp đất. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được thành phần hóa học của chúng. Khu vực này trải rộng trên một diện tích hơn 1.000 km², được bao phủ bởi các cánh rừng taiga rộng lớn với rất nhiều đầm lầy, các miệng núi lửa và là nơi hằn in dấu vết các vụ va chạm thiên thạch với trái đất. Xưa kia, vùng đất này là nơi qua lại của những người dân du mục Evenk. Những người du mục kể lại rằng họ thường thấy những tấm kim loại có màu sắc giống như đồng nhưng rất cứng và sắc, có thể cắt được kim loại khác một cách dễ dàng. Mỗi tấm có đường kính từ 6 đến 8 mét, bao phủ bên ngoài lớp vỏ kim loại là một lớp giống như bột mài. Khi dùng dao để cứa vào nó, người ta không thấy bất kỳ một vệt xước nào để lại trên bề mặt. Qua phân tích, các nhà khoa học nhận thấy những tấm kim loại này là mảnh vỡ của các khối hình tròn lớn chứa đủ nhiều người bên trong. Năm 1936, trong lúc thám hiểm thung lũng chết, một nhà địa chất học người Nga đã phát hiện ra một khối bán cầu bằng kim loại có sắc đỏ nhô lên từ mặt đất. Khối bán cầu này đủ lớn để chứa hai người nằm gọn bên trong. Khi đó, nhà địa chất chưa có đủ dụng cụ đo đạc cần thiết, cũng như kiến thức để xác định đó là cái gì. Đến năm 1979, một nhóm khảo cổ khác đến nơi này cùng nhà địa chất người Nga trên, thì mặt đất ở đó đã trống trơn. Những người dân sống ở gần thung lũng chết kể rằng họ tận mắt chứng kiến nhiều hiện tượng lạ xảy ra ở khu vực, như các khối cầu khổng lồ bay lên từ lòng đất, phá nổ và bắn ra các mảnh kim loại trên.
hiện tượng sét khô, sét hòn và dấu vết để lại của các vụ va chạm thiên thạch đến từ ngoài trái đất. Nhiều người cho biết họ đã thấy các khối cầu lửa hình nấm bốc lên trời như một vụ nổ của một quả bom hạt nhân. Đặc biệt, người ta nhận thấy ở đây cây cỏ mọc không giống cây cỏ tự nhiên, chúng rất xanh tốt, lá rộng hơn bình thường và có rất nhiều nhánh, cỏ cũng rất lớn và có chiều cao gấp đôi thân người. Một trong những truyền thuyết kỳ lạ nhất về thung lũng chết được những người dân du mục Yakut kể lại rằng, vào một ngày nọ, giữa lòng thung lũng đột nhiên bị bao phủ bởi các đám mây mù xám xịt và bị sét đánh dữ dội. Một cơn lốc xoáy khổng lồ bốc lên từ dưới mặt đất, bụi bay mù mịt hàng trăm dặm. Vật thể lạ này có màu giống đồng và phát ra những âm thanh rất chói tai. Ít lâu sau, nó biến mất dưới lòng đất sâu, để lại miệng hố khổng lồ có bán kính rộng đến 20m. Người ta kể lại rằng, bất cứ ai tò mò muốn đến gần miệng hố xem điều gì đã xảy ra đều không bao giờ quay trở lại. Sau đó, ở khu vực này xuất hiện các khối cầu lửa khổng lồ vọt lên từ dưới mặt đất. Khi chạm đất, chúng gây ra các tiếng nổ khủng khiếp và tạo ra các hố sâu đến 100m ở khu vực núi bao quanh thung lũng. Sau khi xảy ra các vụ nổ trên, những người dân du mục phải rời bỏ nơi đây để tìm kiếm đến các vùng đất an toàn hơn cho cuộc sống của họ. Theo các nhà khoa học, những vụ nổ kỳ lạ trong truyền thuyết trên rất giống với các vụ nổ hạt nhân ngày nay. Họ cũng phát hiện ra rằng những tàn tích còn sót lại ở thung lũng chết có nhiều điểm gần giống với những bí ẩn của nền văn minh cổ đại Maya thuộc Mexico. Đặc biệt, ở thung lũng chết vào một số thời điểm nhất định trong ngày, các nhà khoa học đã đo được mức phóng xạ cao hơn bình thường từ dưới lòng đất. Các nhà khoa học cho rằng, ẩn sâu dưới lớp đất của thung lũng chết tồn tại sự hoạt động mạnh mẽ của các dòng từ trường. Do trước đây quân đội Liên Xô đã chọn nơi này để thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nên trữ lượng phóng xạ còn sót lại kết hợp với từ trường trong đất đã khiến cho vùng này bị nhiễm xạ nặng. Mặc dù vậy, người ta vẫn chưa giải thích được nguồn gốc của các tấm kim loại lạ được tìm thấy ở đây và chưa phân tích được thành phần hóa học của nó. Một số người thậm chí còn cho rằng đây chính là mảnh vỡ của các đĩa bay đến từ ngoài trái đất, vì nhiều người ở khu vực này đã tận mắt chứng kiến các vật thể lạ phát sáng bay lên từ lòng thung lũng. Cho đến nay, những bí ẩn về vùng đất này vẫn chưa được sáng tỏ. Điều khiến mọi người bất ngờ về Siberia không chỉ đến từ những bí ẩn chưa có lời giải đáp, mà còn đến từ sự giàu có đáng kinh ngạc. Vùng đất tưởng như khô cằn này lại là nơi chứa mỏ vàng lớn nhất thế giới, có trữ lượng ước tính khoảng 540 triệu tấn quặng, chứa 40 triệu ounce vàng. Công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga, Polius, đang làm việc để đảm bảo 100% quyền sở hữu mỏ vàng Sukhoylok ở Siberia. Sukhoylok thuộc vùng Irkutsk, biệt lập của Siberia. Mỏ vàng này được các nhà địa chất Liên Xô phát hiện năm 1961 và nghiên cứu vào những năm 1970. Theo Bloomberg, với trữ lượng 40 triệu ounce vàng, mỏ Sukhoylok chiếm hơn 1/4 trữ lượng vàng của Nga, lớn hơn dự án KSM của Seabright Gold ở Canada và Dolin Gold ở Alaska, Mỹ. Mặc dù là nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất hành tinh, nhưng không thể phủ nhận Siberia là một vùng đất muôn màu muôn vẻ. Không chỉ sở hữu thiên nhiên hùng vĩ, những cảnh vật say đắm lòng người, nơi đây còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn mà khoa học chưa thể giải mã và là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên khổng lồ. Không phải tự nhiên, nơi lạnh giá này lại là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của Tổng thống Nga Putin. Trong điều kiện khắc nghiệt, Siberia biết cách tạo nên cho mình những nét độc đáo của riêng mình. Video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn theo dõi kênh Lăng Kính Kỳ Thú để không bỏ lỡ các video thú vị khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.